Vitamin đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của trẻ, đặc biệt trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 12 tuổi. Việc bổ sung các vitamin thiết yếu giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất, điều hòa hoạt động của các cơ quan đang phát triển của trẻ, hỗ trợ tăng trưởng thể chất và phát triển tinh thần, trí tuệ, tăng cường sức đề kháng. Do đó, cha mẹ nên lưu ý các biểu hiện thiếu vitamin ở trẻ để điều trị và bổ sung vitamin kịp thời. Tùy vào từng loại vitamin khác nhau, sẽ có những biểu hiện khác nhau. Cụ thể là, biểu hiện thiếu vitamin A, trẻ sẽ bị khô mắt, sợ ánh sáng, da thô ráp, sần sùi. Các loại vitamin như là vitamin A, vitamin C đấy, thế cho nên là da rẻ của các cháu là nó không được mịn màng, hay xước móng râu, nó hay mắc những cái tình trạng như thiếu các cái vi chất dinh dưỡng như vậy. Thiếu vitamin D sẽ khiến cho trẻ quấy khóc, chán ăn, rối loạn tiêu hóa, trẻ không tăng cân, nước tiểu ít. Biểu hiện thiếu vitamin C, E, trẻ bị sún răng, răng vàng, lợi sưng đỏ, trẻ hay kêu đau, mỏi toàn thân, trẻ bị thiếu máu. Biểu hiện thiếu vitamin D, trẻ hay bị đổ mồ hôi trộm, đầu mềm, tóc rụng hình vành khăn, răng mọc chậm, chậm biết bò, biết đi. Biểu hiện thiếu vitamin K, thường xuất hiện ở trẻ sơ sinh, trẻ có thể bị xuất huyết đường tiêu hóa, xuất huyết dưới da, mạc. Để đề phòng thiếu vitamin ở trẻ, cha mẹ nên lưu ý cho trẻ bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu, cho trẻ ăn uống đủ chất, đa dạng các loại thức ăn, ăn các loại rau xanh và hoa quả. Đây là các loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin. Rau thì chính là cái nguồn đầu tiên, là nguồn cung cấp các cái vitamin và khoáng chất. Nếu như là ăn thiếu rau thì cái nguy cơ trẻ em bị thiếu các cái vitamin, đặc biệt là vitamin C, rồi là vitamin A, ví dụ như không ăn các loại rau xanh ấy, xanh đậm ấy, thì là thiếu vitamin A, thiếu vitamin C. Ngoài ra, cha mẹ có thể bổ sung các loại thực phẩm bổ sung sức khỏe có chứa chất xơ tự nhiên như rau xanh, các chất xơ hòa tan và vitamin, giúp trẻ phát triển và cung cấp đủ vitamin cho trẻ.